Mama. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh của Từ Ga TV. TV. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ làm một món đỡ ngu người hơn ngày hôm trước. Hôm trước ngu người quá anh em ạ. Cao buổi chiều chị ợ mẹ mẹ. Hôm nay tôi thử thách rồi. Hôm nay anh em tôi thử uống thách cái chai này luôn. Một chai tương ớt mới, tương ớt này vừa vào hôm nay vào siêu thị nhìn thấy cái thấy hôm nọ thằng trên quảng cáo ăn nó chảy nước mắt. Không biết hôm nay thằng em quyết tôi ăn nó có chảy nước mắt không. Uống cả tạo cơ hội cho nó kiếm ít tiền. Tức là đây là cái loại tương ớt ngu người. Hôm nay ở đây chúng tôi chuẩn bị một ít cá viên. Cá viên anh em ạ. Đây là hai túi cá viên các bạn nhé, nhưng mà vì phải bỏ ra để giã đông nên anh em tôi đã bóc ra. Đây một chai tương ớt. Thằng em quyết hôm nay sẽ thực hiện thử thách ăn sống anh em ạ. Chiên siêu cay. Ăn sống. Cái chai tương ớt này các bạn nhé. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ đi chế biến. Và các bạn theo tôi xem chế biến cá viên chiên nhé. Mời anh em đón xem. Bây giờ anh em mình sẽ chiên cái món cá này lên nhá. Chiên luôn anh em nhá. Đợi cho xanh nóng đã. Thanh niên ngu người không vào bếp bao giờ. Đừng có nói thế. Đầu bếp đấy. Đó cái đầu bờ. Đầu bếp. Lợt quá là lợt tính mới cháu. Trời ơi. Đây là những viên cá để chiên anh em nhé. Nó vào tầm khoảng độ 100 viên. Và hôm nay thử thách là thằng em Quyết nó sẽ một mình ăn bây giờ tôi bao nhiêu cho, viên cá chiên nhưng mà phải ăn tương ớt siêu cay nhé các bạn nhé. Đây là một cân cá viên chiên bạn nhé. Tôi mua 2 gói 500g. Bây giờ đổ vào anh em nhé. Đổ đất. Không, để anh kệ vừa. Anh kệ em. Hai mẹ. Nó ăn ở là. Không ăn hai mẹ. Hồng siêu to luôn các bạn ạ. Nó siêu to luôn. Này thằng này chỉ có vỡ bụng. Vỡ mồm luôn. Hồng không biết nổ không? Bắn phát vào mặt. Nổ vỡ mồm luôn. Đấy, nó xẹp mà. Ngon không? Ngon. À, cho ra đi. Để cho ra anh em nhé. Để cho nó ấy bớt dầu đã. Không bỏ cái rổ của tôi. Thôi.
Phê quá anh em ơi. Vớt từ từ thôi ông giàu. Vâng, cho ra quát hết luôn các bạn nhé. Cho ra lại quát lại luôn. Chiên mà. Lừa tình vai. Tưởng to đang nào. Đang lừa tình à. Pha thả tính căng tròn. Thả tính. Ra đây quát dài. Mẹ hai nhỉ. Quát như bìu luôn. Mẹ hai các bạn nhé. Mẻ này mới ngon. Đây được một mẻ rồi. Quả này ra thì đầy mâm luôn. À, thằng này nó thử luôn trước một miếng. Ngon. Ừ, sạch quá. Sạch lắm. Chín chưa? Mớ thằng cái giỏ kia bỏ đây, có dấu mỡ. Xong rồi anh em ơi. Xong rồi. À, nổ. Xong rồi anh em ạ. Rồi cho ra các bạn nhé. Gần đầy một mâm. Vâng, một cân cá viên chiên. Sau đây anh em tôi sẽ mang ra kia để thực hiện thử thách nhé. Đấy, tưởng hơn đây, vẫn nguyên trong chai luôn. Đây, vẫn nguyên. Đóng hộp vẫn nguyên. Loại mới nhất siêu cay các bạn nhé. Cái loại mà có thằng ăn bánh mì chạy nước mắt ấy. Siêu cay. Có siêu cay anh ơi. Bây giờ anh em tôi trộn lên nhá. Trộn siêu cay anh. Nhìn màu phê không các bạn. Đỏ lòm luôn. Đúng là loại siêu cay. Chầu. Ui cay quá. Phê anh ơi. Phê lắm á mọi người. Đây ăn cả mùi mùi. Sọc đi cơ. Các bạn nhìn nhá. Cái loại tương ớt này không phải là loại bình thường đâu. Bọn mình không phải đặt, chiên chu bình đặt thường trực tiếp nhé. Trên mạng. Cái loại mà gọi là siêu thị cay. Loại mới các bạn. Loại chiên chu loại mới ra đấy. Nào. Ngửi mùi tôi đã thấy sọc rồi. Nó kiểu như mù tạt ấy, mù tạt ấy. Cày sọc. Nào. Sắp tới chú có đi lễ hội ánh sáng nào Hoàng không? Có. Anh em nào dẫn người yêu đi không? Có. Chú có tiền chưa? Chưa có. Chú có muốn kiếm tiền không? Có. Hết, ăn hết cái này chú định lấy bao nhiêu? 2 triệu. Nào đắt thế, giá nào, chát quá. Có 5 lít thôi. Cho em nó các bạn nhé. À. 4 lít nếu anh em thế nó thôi. Thực hiện xong mầm cá viên rán siêu cay này. Rồi, bắt đầu nha. Bắt đầu chơi anh em nha. Chú thực hiện lên. Bây giờ là màn thử thách của tôi nha. Đấy, ăn hết bi nhiêu là được 4 lít anh em ạ. Thả tiền đi đảo ngọc chơi rồi. Trong vòng 5 phút thôi nhá. 5 phút đã. Bấm giờ đi Trương ơi. 5 phút rồi. Thế thôi, chứ cho mày ăn từ dần tối thì chả hết. 5 phút hết đúng này khó lắm các bạn ạ. Khó lắm. Khó. Anh em cổ vũ cho thằng em. Mùi cay quá. Mùi cay. Mùi như mùi ớt tươi luôn ạ. Làm chuẩn bị chưa? Anh em đây nhá, là đồng hồ anh em nhá, chuẩn bị bắt đầu nhá. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Rồi. Cay quá.
nhiều cay. Loại này đúng là như mùi ớt tươi luôn anh em ạ. Ớt tươi giống như ớt tươi luôn, không phải là tươi. Mùi ớt tươi luôn, sọc lên mũi cùng luôn. Nào mới có 22 giây thôi, vẫn chén được. Cố lên. Cố lên. Nào cố lên em ơi. Ngang vua. Chưa, mày nghĩ là nó ăn được hết cay quá. Anh nghĩ là không. Mày ăn cay giỏi đấy. Anh nghĩ là không ăn được. Mùi công nhận là mùi nó sọc kinh. Quá sợ luôn, mình không nghĩ là cái loại siêu cay chinsu mới ra này là kinh khủng. Hôm nay là anh em test cái loại chinsu siêu cay mới ra nhá. Nếu mà là tương ớt, tương tỏi ớt bình thường thì lại dễ. Nghĩ là sẽ ăn được hết được ngay. Ai cũng ăn được các bạn. Này lắm anh em ạ. Loại này nó mới củ chuối này. Nó khao gì nó mùi tạt á. Nó gì mùi đạn luôn. Nó sọc mà sọc lên mũi. Thật sự mùi quá kinh khủng luôn. Cố lên em, 4 lít cơ mà. Đào thách mày đấy. Cái quá. Màu không giống tương ớt bình thường một tí nào luôn. Ôi, tí mà đã sọc vào mũi rồi. Mùi cay quá. Từng miếng nhỏ em. Hết thế là được 2 phút mà mới ăn được có 6 hay 7 viên gì đấy. Đấy chú mẹ đớp được 400 mà tưởng dễ à. Nào chịu thua à. Thật sự là chưa hết thời gian 5 chưa phút bạn nha. Bao nhiêu, ôi chỉ gần 5 phút rồi anh em ạ. Như vậy là sau gần 5 phút thì Thảo Quyên mới ăn được có khoảng độ già nửa cái mâm cá viên siêu cay nha các bạn nhé. Nghe chừng bây giờ là nó cũng khả năng là cũng sắp chịu thua. Nhìn cái mặt này có mà ăn được nữa. Nuốt đi em ơi. Hết giờ chưa? Hết giờ. Ôi dồi ôi, 5 phút 31 giây rồi. Hết giờ. Rồi, nha, các bạn nha. Phải nói thật là công nhận là cái loại tương ớt này quá là cay luôn. Loại chinsu tương ớt xay nhuyễn. Cay quá. Siêu cay các bạn nhá. Với cái loại này là cái loại siêu cay này. Mùi hôi ra thấy khủng khiếp rồi. Cái này các bạn cứ lên mạng YouTube cũng có hoặc là Google cũng có nhá. Đây là kết quả của thanh niên sau khi ăn hết nửa cái mâm cá chiên siêu cay của cái loại chinsu này này. Ôi rồi đến mồm rồi, rồi đến mồm rồi anh ạ. Trường Sơn đi lấy cho hãy ít nước đá. Anh rồi em ít nước đá, bỏng hết mồm. Cái loại này nếu mà ăn có lợt mồm đúng không ạ? Không dễ ăn rồi. Lợt hết mồm rồi. Đây, nước của chú đây. Sao mà ăn được 4 lít của tôi. Thật sự là cay quá. Siêu cay các bạn ạ. Công nhận là hôm nay thử thách đây này, quan đề với thằng em. Thành phần của cái loại này nhá. Ớt là 273g này. Lại còn bột ớt này. Cà chua, giấm, đường tỏi là chỉ lấy màu thôi. Còn cơ bản là ớt nhá. Xong lại còn chiết xuất ớt này. Quá là cay các bạn ạ. Thế là như vậy là thằng em Quyết đã phải chịu thua trong thử thách hôm nay nhá. Rồi anh em nào mà chưa tin về cái độ cay của cái loại chinsu này nhá. Tình hình chú nào? Đây nhá các bạn nhá. Phát biểu cảm nghĩ siêu cay này, cái loại siêu cay nhá. Bọn mình mua trên mạng, nếu mà anh em bạn bè nào mà chưa tin thì anh em cứ đặt về và trải nghiệm thử thách nhá.
Chú phát biểu cảm nghĩ hôm nay nào. Tương ớt của anh thế nào? Lợn mồm anh em ạ. Lúc đầu ăn được chứ? Lúc đầu ăn được khoảng tầm 5-6 viên thì nó thì gọi là cay cay. Nhưng mà ăn càng nhiều bây giờ đến bây giờ không ăn nổi nữa, lợn hết cả mồm. Do túi này đái ra máu. Thật sự là lợt, đừng hỏi luôn rồi. Cay gọi là cay hơn cả mù tạt. Nào, và như vậy chịu thua là rồi. Buổi ngày hôm nay thử thách ăn cá viên chiên siêu cay của thằng em Quyết thất bại tại đây các bạn. Thất bại các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh em tôi nhá. Nhớ đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.